Chào mọi người nhé, test cái bộ PS4 Pro Hack cho bác Lena ở trong Đà Nẵng. Cái bộ này vẫn còn bảo hành của hãng nhé, bảo hành của hãng đến tháng 1 năm 2023. Đấy. Bộ này còn bóc nhá, full bóc luôn, bóc trùng email luôn, trùng serial luôn, bóc đang để ngoài, trong này chật quá không mang bóc vào. Thì đây là cái máy gần như mới, còn bảo hành của hãng. Đấy. Đâm ra là rất yên tâm, chơi có vấn đề gì thì cứ mang hãng họ sẽ bảo hành. Đấy. Lỗi về phần cứng thì họ sẽ bảo hành nhé. Đó. Đây thì em sẽ show cái thông tin bảo hành của cái máy này trước đã. Đây là thông tin bảo hành, em chụp lại rồi nhé. Đấy, đời máy này COH7218B. Đấy. Còn bảo hành đến ngày 10 tháng 1 năm 2023. Đấy, và cái serial 7 số cuối của nó là 145 0518. Đấy, 145 0518 nhé. Bây giờ sẽ show cái serial trên máy xem nó có trùng nhau không. Đây, 7 số cuối rồi nhé, 145 0518. Đấy, serial trùng nhau nhé. Đây là cái thông tin về bảo hành của máy. Một tay máy bao giờ chỉ có một tay thôi, một tay theo máy. Đấy, còn mới mình dán tem bảo hành của em rồi, và bác lấy thêm một cái tay nữa, tay line new gần như mới luôn. Đấy, nói chung là cả hai tay này như nhau, tỷ lệ mới như nhau. Đấy, tại vì máy còn bảo hành và đâm ra tay chân đồ điếc của nó vẫn còn mới. Đây, phụ kiện dây dợ đầy đủ nhé, đi theo bóc luôn, có cả sách hướng dẫn ở trong một trong hộp luôn. Đây có dây nguồn này, dây HDMI để kết nối TV này. Đấy, còn cái dây này là dây sạc cho tay nhé, chỉ có một dây thôi, máy bao giờ chỉ có một dây. Đây bác cắm vào đây, cái chân này là chân micro USB mà, cái cổng nó cũng phổ biến lắm, bác có thể về dùng cái củ sạc điện thoại, cái dây sạc điện thoại Samsung ấy để sạc được. Đấy, cái cổng này phổ biến micro USB. Đấy, còn cái đầu USB này có thể cắm vào cục sạc điện thoại được nhé. Đấy, hoặc không thì cắm vào cái cổng USB của máy này để sạc. Nó cắm cổng USB của máy thì phải bật máy lên thì mới sạc được. Đấy, tốt nhất là cắm luôn vào cục sạc điện thoại. Lưu ý là chỉ cục sạc điện thoại thôi nhé, cục sạc iPad là nó không sạc đâu. Sạc iPad nó nhanh, hỏng pin lắm anh nhé. Sạc iPad cái dòng nó lớn, sạc cục sạc điện thoại thôi. Đấy, thì đấy là cái dây dợ, đủ dây dợ cho bác. Tiếp nữa đó là một cái USB để hack này. Con này là firmware của nó là 9.0. Đấy, firmware 9.0 hack thì cần phải có một cái USB. Thì kèm luôn USB cho bác này nhá. USB mỗi lần bật máy bật hack thì phải cần cái USB này. Đấy, không có USB này không hack được đâu, không chơi được game đâu. Tiếp nữa là bác mua thêm một cái ổ cứng gắn ngoài 1T. Đây là cái ổ cứng gắn ngoài 1T nhá. Máy trong này là 1T rồi. Thêm một ổ ngoài 1T nữa là tổng 2T. Đấy, mình tí sẽ hướng dẫn bác cách sử dụng ổ cứng ngoài. Rồi, bây giờ thì hướng dẫn bác cách sử dụng nhá, cách lắp đặt và cách sử dụng. Đây, ở đằng trước này, cái phím ở cái góc này là phím bật nguồn nhá. Đấy, còn phím bên này là phím ra đĩa này. Đấy, khe nhé, đĩa của nó đây. Máy hack nhưng vẫn đọc được đĩa, chơi vẫn chơi được đĩa bản quyền bình thường. Đấy, có hai cổng USB ở trước để sạc pin cho tay, hoặc là gắn ổ cứng game ngoài nhá. Tí sẽ hướng dẫn bác cách gắn ổ cứng ngoài. Còn ở đằng sau này, đây là cái jack nguồn, tiếp đến là jack HDMI để xuất hình ảnh âm thanh lên TV nhá. Tiếp là cái AUX, thì cái này thì mình không dùng, đây là cắm cái camera thôi. Nếu máy không có camera thì không cần dùng. Tiếp nữa là cái cổng optical quang để âm thanh kỹ thuật số đấy. Này có âm ly thì mới xài được nhá. Có thêm một cổng USB đằng sau nữa, tổng là 3 cổng USB, riêng con Pro là 3 cổng USB. Đấy, có thể cắn ổ cứng ở đây cũng được. Cuối cùng là cái cổng mạng. Đấy, con này có cả wifi nhá, nhưng mà máy hack thì lại không kết nối mạng. Đấy, bác lưu ý máy hack không kết nối mạng, đừng kết nối mạng, kết nối mạng là nó update cái firmware lên mới nhất là không hack được đâu. Đấy là phần dây dợ kết nối, thì bây giờ sẽ hướng dẫn bác cách bật hack để chơi game. Cắm nguồn vào, cắm HDMI vào.
Đấy. Sau đó thì bấm cái phím nguồn trên thân máy ấy, để bật máy. Cái ổ cứng này thì hướng dẫn cắm sau nhé, chưa cắm vội. Hoặc là bấm cái phím này, bấm cái phím PS trên tay này. Đấy, máy sẽ tự bật luôn. Đấy, máy khởi động lên thì nó có giao diện như này. Tất cả game thì cài ngoài màn hình chính. Đấy, game cài ngoài màn hình chính hết nhé. Đấy, những cái game mà nó có hình cái dấu chấm than này này là nó được cài ở cái ổ cứng gắn ngoài. Đấy, cài được cái ổ cứng gắn ngoài này. Thế nhưng mà ổ cứng gắn ngoài chưa cắm vào nên nó sẽ có cái dấu chấm than kia. Đấy. Còn những cái game có khóa này là cái game cài ổ cứng trong nhé. Nhưng mà mình chưa bật hack nên ra nó có hình khóa nên không chơi được. Thì muốn chơi thì phải bật hack thôi, mình sẽ hướng dẫn bật hack sau. Đấy, thì đây là sau cái thông tin game. Game thì cài theo yêu cầu bác, cài được tất cả các game theo yêu cầu bác nhé. Máy cũng sắp xếp thì vị trí các thứ thì nó vừa fit luôn. Đấy, tất cả game ấy rất nhiều, khoảng độ 39-40 game này. Rồi bây giờ sẽ sau cái thông tin của máy trước thì lên trên xong rồi chọn phần cài đặt. Đấy, phím X là chọn nhé, còn phím O là back ra ngoài. Đấy, đầu tiên là xem thông tin của máy này, hệ thống, chọn hệ thống, chọn thông tin hệ thống. Đấy, con này firmware 9.0, firmware hack mới nhất này, ngon nhất này. Tiếp đến nữa là cái phần ổ cứng thì bác chọn cái phần bộ nhớ này. Đấy, để xem cái thông tin của ổ cứng. Đấy, hiện tại thì chỉ có ổ cứng trong thôi nhé, bộ nhớ hệ thống thì bộ nhớ hệ thống là 1T. Đấy, nhưng nó chỉ nhận 872.8 thôi và đã sử dụng 807.8 rồi, còn chống một ít để cho hệ điều hành nó chạy và chơi game và còn lưu game nữa, nên không thể cóp full hết cả cái ổ cứng trong đâu. Thì tí nữa sẽ cắm cái ổ cứng ngoài vào là nó sẽ sâu nốt cái ổ cứng ngoài lên cái phần bộ nhớ này nhá. Rồi bấm phím này để back ra ngoài, phím PS này này để ra ngoài màn hình chính. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn back kết nối cái tay thứ hai vào. Cái tay thứ hai thì bấm này cũng bật tay lên. Yeah. Khi bạn bật tay lên thì nó sẽ hỏi là chọn cái tài khoản nào. Đấy, thì PS4 thì mỗi một tay nó phải chọn một tài khoản khác nhau. Nó không như PS3. PS3 thì nó không yêu cầu chọn tài khoản, nhưng PS4 nó bắt buộc chọn tài khoản nhé. Đấy, thì mỗi tay chọn một tài khoản khác nhau. Thì em tạo sẵn cả hai tài khoản rồi. Tài khoản của cái tay 1 là KLM Game và cái tay 2 là tạo tài khoản tay 2. Thì tay 2 kết nối vào thì cứ chọn tài khoản tay 2 thôi, chứ đừng chọn chung tài khoản này. Chọn chung tài khoản này thì cái tay 1 này nó lại bị mất kết nối đi nhé. Đấy, nếu mà chọn chung một tài khoản thì chỉ một lúc một tay nó nhận thôi. Đấy, cho nên là mỗi tài khoản chọn một tay. Đấy, lưu ý cái phần kết nối tay. Thế thôi. Rồi, bây giờ sẽ bật hack nhá. Hướng dẫn mắc bật hack để chơi game. Đấy. Nếu mà chưa bật hack thì game nó có hình khóa này, mình chọn game này nó sẽ báo lỗi bản quyền. Được chưa? Nó vào lỗi bản quyền. Đấy, mình sẽ không chơi được game đâu. Thì bây giờ mình phải bật hack thì mới chơi được. Mỗi lần bật máy lên là phải bật hack mới chơi được. Đấy, bật hack thì bao vào đây phần trình duyệt internet nhé. Có 3 chữ W ấy. Vào đó. Nó lưu ý là không kết nối mạng nhé. Đấy, nó sẽ tự nó load cái trang hack nó cất ở đây lên, không cần phải mạng đâu. Và đợi theo cái hướng dẫn của nó. Đợi làm theo hướng dẫn của nó. Đây, nó sẽ hiện lên cái thông báo như này, hướng dẫn như này. Yêu cầu mình cắm cái USB hack vào và bấm OK. Khi mà máy đã nhận cái USB nó sẽ có, khi mà nhận USB nó sẽ có một cái notification này. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm cái USB hack này vào một trong ba cổng USB của máy. Đấy. Cắm vào đây. Cắm và đợi máy nó nhận USB nhé. Chứ đừng bấm luôn. Đợi máy nó nhận USB. Đấy, máy nó nhận USB nó sẽ có một cái thông báo này, nó có cái notify này. Đấy, là máy nó nhận USB. Đấy, sau đó là đợi nó biến mất cái một notify đó đi thì mình sẽ chọn cái OK theo cái hướng dẫn của nó, bấm OK này. Đấy, sau khi bấm OK thì nó sẽ ra một cái thông báo nữa, mình màu vàng vàng kìa, có nghĩa là như thế là máy đã bật hack thành công. Đấy, và nó có cái dòng chữ này.
tất cả đều ok rồi. Và bây giờ phải rút cái USB hack ra, thấy chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ rút USB hack này ra. Đấy, rút được USB hack ra, thế thôi, để cho bật hack lần sau nhé. Chú ý đừng làm mất USB là không bật hack chơi game đâu. Rồi bây giờ lại bấm phím PS này để trở về màn hình chính và vào chơi game luôn. Cái khóa này một lúc nữa nó sẽ mất nhé, nhưng mà mình không cần đợi nó mất đâu, vào game là chơi được luôn. Đấy, nó sẽ không báo lỗi bản quyền như vừa nãy nữa nhé. Để sẽ test thử cho bác một game cài trong ổ cứng trong và một game cài trong cái ổ cứng ngoài này nhá. Test hai game này thôi, chứ cũng không có thời gian để test hết tất cả game đâu. 40 game thì test tháng ấy xong. Đấy, game vô xe này.
Ui giời, tai nạn đúng đâu. Rồi thoát game thì giữ lì cái phím này, phím pé này. Đấy, xong bấm O để bỏ qua cái thông báo đi. Đấy, xong rồi đó thì chọn đóng ứng dụng. Ok. Đấy thì là sẽ thoát game ra ngoài màn hình chính nhé. Rồi ok, sẽ bây giờ sẽ thử một cái game ở trong cái ổ cứng ngoài nhé. Đây, ví dụ như là sẽ thử cái Tekken này nhé, Tekken 7 này. Đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa cắm ổ cứng ngoài vào. Mình bấm vào game nó sẽ báo lỗi và không tìm thấy ứng dụng. Chưa? Thì bây giờ sẽ cắm cái ổ cứng ngoài vào. Đấy, cắm vào một trong ba cổng USB của máy này nhé. Tốt nhất là bác cắm ở đằng sau ấy và cứ giữ nguyên nó thôi, đừng rút ra rút vào. Cắm tặng lại trước nhé. Đấy, sau khi cắm ổ cứng vào nó sẽ xuất hiện một cái hình cái ổ đĩa kìa, nó nháy nháy ở trên góc trên cùng bên phải. Đấy, và đợi nó sẽ load danh sách game. Đấy, cái đèn ổ cứng nó nháy này, ổ cứng nó đang đọc. Và khi nó load xong ấy thì cái hình dấu chấm than ở các game này thì nó sẽ biến mất, nó sẽ không còn dấu chấm than nữa. Đấy, thấy chưa, gần xong rồi đấy, nó biến mất rồi. Đấy, tất cả game nó đều không có dấu chấm than nữa. Đấy, thấy chưa. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần ổ cứng nhá, xem ổ cứng để xem là nó sẽ điều gì nó xảy ra. Đây, vào phần bộ nhớ này. Đấy, và nó sẽ xuất hiện thêm một cái bộ cái ổ cứng mở rộng nữa. Đấy, cứng mở rộng nhé, 1 TB và nó nhận 918.4GB thôi. Đấy, sử dụng đầy rồi. Đây là cái ổ cứng hệ thống này, còn cái ổ cứng gắn ngoài này là phía dưới nhé. Ok, thì bây giờ đây vào cái game này Take 7 nhá. Vừa nãy nó báo lỗi chấm than, bây giờ nó hết rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vào game. Đấy, như là cái ổ cứng trong thôi, tốc độ như nhau, không có sự khác biệt. Chọn offline này. À, đấu hai người đấy. Nhân vật nha. Đồ kháng nhau. Rồi, hai người đấu với nhau, hai tay đấu với nhau.
Thoát game. Đấy, test game mình thấy tay nhau nhé. Thoát game để đóng ứng dụng. Ok. Thì đấy là đã test xong cho bác cái phần game nhé, cả ổ cứng trong ổ cứng ngoài. Đấy, thì bây giờ thì bình thường bác cứ để, nếu mà chơi thì cứ gắn nguyên ổ cứng thế này thôi. Bật máy lên bật hack để nguyên ổ cứng thế, đừng có rút ra rút vào nhé. Một cái lý do nào đó mà muốn rút ra để di chuyển chẳng hạn, thì trước khi rút ra thì bác phải làm cái động tác này vào phần cài đặt. Đó, xong rồi vào phần thiết bị. Đấy, chọn thiết bị lưu trữ USB. Đấy. Đó, để ý này. Ở trong này nó xuất hiện một cái ổ cứng này là ổ cứng gắn ngoài nhá. Nó đang có cái màu xanh kia, tức là ổ nó đang online, nó đang chạy. Đấy, như này mà mình rút ra đột ngột thì nó sẽ bị dễ bị lỗi cái file game ở trong ổ cứng đấy. Cho nên là trước khi rút ra ấy, thì bác phải vào đây, sau đó chọn cái ổ cứng này và chọn cái dòng này ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng nhá. Và chọn dòng này. Đấy, chọn dòng này này. Đấy, khi nào nó báo này thì mình mới được rút ra. Đấy. Bạn đã ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng nhé, bạn có thể ngắt kết nối an toàn. Đấy, nếu như mà không làm cái động tác này mà ngắt kết nối thì nó gọi là ngắt kết nối không an toàn, nó dễ bị hỏng cái file game ấy. Tại vì file game nó đang chạy mà, nó đang dữ liệu nó đang đọc game đấy, nó chưa ngắt ra. Đấy. Ok này, đấy, thì nó sẽ mất cái màu xanh này, nó không online nữa. Thì lúc này mới được rút ra nhé. Đấy, lúc này mới được rút ổ cứng ra. Rút ổ cứng ra an toàn, ok chưa? Đấy, cho nên là bác lưu ý. Còn ở nhà chơi thì cứ để nguyên thế thôi. Bật máy lên, bật hack, cắm ổ cứng vào, xong cứ thế để nguyên, chơi xong tắt máy đi. Tắt máy xong lại bật máy lên thì vẫn để nguyên ổ cứng thế. Bật hack là chơi thôi, chứ đừng rút ra. Trừ khi bác muốn di chuyển nó đi đâu, rút điện di chuyển nó đi đâu thì hãy làm cái bước nhé. Trước khi rút phải làm cái bước như em hướng dẫn nhé. Nếu không nó sẽ hỏng cái file game ấy, là không chơi được game, nó mất công rồi. Rồi, ok. Thế là xong. Thế bây giờ tắt máy. Sang phần nguồn. Đấy, chọn phần tùy chọn nguồn và chọn tắt nguồn PS4. Đấy, phải tắt thì đúng cách như thế nhé, nó giống như một cái máy tính, mình không thể rút điện đột ngột được, không để ép nó tắt được. Đấy, cho nên mình phải làm đúng cái quy trình giống như máy tính, mình phải vào start chọn shutdown đấy. Đấy, chứ không thể cứ thế mà rút phục điện được. Làm như thế nó sẽ bị lâu ngày nó sẽ bị hỏng cái hệ điều hành, dẫn đến hỏng ổ cứng nữa, hỏng phần cứng nữa. Rồi, ok, thế là nó tắt rồi. Và muốn rút điện ra nhá, thì phải đợi cái đèn này này. Cái đèn nguồn này nó tắt hẳn đi nhá, thì nó rút điện. Đấy, nó không còn nhấp nháy nữa thì nó rút điện. Đấy, không nó vẫn đang nhấp nháy mà rút điện là nó vẫn chưa tắt xong, nó vẫn cũng bị lỗi như thường ấy. Rồi, bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video nhé, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video. Đấy, em ship cái bộ này cho bác Lina này ở trong Đà Nẵng. Bác mua bác ấy tặng chồng. Đấy, bộ này rất khủng luôn, còn bảo hành của hãng đến tháng 1 năm 2023, full box luôn nhé, và hai tay rất đẹp, ổ cứng gắn ngoài 1T nữa, khủng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.